Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2019. Thì như thường lệ thì mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần thì nó đã trở thành một cái thói quen khá là quen thuộc đối với bản thân Hùng Lê. Đấy là chúng ta cùng ngồi để cùng trao đổi lại với cộng đồng nhà đầu tư một vài những cái thông tin về tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như một vài cái mã cổ phiếu. Và cũng như quý anh chị nhà đầu tư thì Hùng Lê cũng rất là cảm ơn tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Cũng như các anh chị cũng đã có những cái dòng comment rất là vui, đấy là ngóng chờ những cái bản tin hàng tuần của Hùng Lê để có thể có được những cái một cái góc nhìn khách quan hơn về thị trường, cũng như lấy đó làm những cái tư liệu chúng ta tham khảo để chúng ta có thể có những cái quyết định trong quá trình đầu tư. Thì trong trong cái bản tin hàng tuần thì Hùng thường thường Hùng sẽ có 3 phần. Thì nếu những anh chị nào mà chúng ta đã theo dõi Hùng Lê suốt cả một cái chặng đường vừa qua thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu được cái cách mà Hùng Lê phân tích thị trường, cũng như sâu chuỗi các cái thông tin giữa các cái bản tin cập nhật tình hình thị trường của tuần này và tuần tới. Nó sẽ liên tục có những cái thông tin nó tiếp diễn như vậy. Thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích tình hình thị trường trong tuần mới thì trong ngày mùng 7 à ngày Ok, trong phiên kết tuần trước, tức là ngày mùng 7 tháng 6 thì Hùng đã có bản điểm tin tình hình phân tích thị trường tình hình tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 6. Thì lúc đó Hùng có đánh giá rằng thị trường của chúng ta sẽ có một cái lực hồi xuất phát điểm từ khoảng tầm vùng 950 trong bản tin video số 58. Thì trong bản tin video số 58 thì các anh chị cũng có thể xem đây là một cái bản tin, một cái bản tin mà thường thường Hùng sẽ dùng để phân tích và cập nhật ở trên Zoom Zalo. Đó thì Hùng cũng có những cái đánh giá rất là chi tiết, thì Hùng trong cái bản tin này thì Hùng có up hết lên ở trên này, Hùng có up hết lên ở trên này. Và một cái lưu ý đấy là Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị, tức là ở các cái vị thế, đúng không? Nếu mà anh chị nào cầm nắm cổ phiếu thì chúng ta sẽ làm gì? Các cái vị thế mở mua mới thì Hùng đánh giá là cái nhịp hồi này đủ đánh T cộng, và nếu mà quyết định mở mua thì chúng ta phải quyết liệt mua ở trong phiên thứ hai để lợi về T, và khi hàng về thì thị trường có những cái chuyển biến xấu thì chúng ta có thể là phải bán cổ phiếu ra và không nắm giữ cổ phiếu ở trong giai đoạn hiện tại. Và xuyên suốt tất cả cái giai đoạn vừa qua thì Hùng Lê đều khuyến nghị các anh chị là chúng ta phải hết sức là thận trọng. Và một cái nhịp đánh ở trong cái xu thế thị trường hiện tại, đấy là Hùng đã khuyến nghị đây. Đấy là một cái nhịp đánh nhanh tay lẹ mắt và phải thận trọng, tức là phải thận trọng trong tất cả cái điểm mua. Đó thì là tất cả những cái thông tin mà ngoài cái việc là các cái bản tin phân tích cập nhật tình hình thị trường trong tuần. Thì Hùng Lê hiện tại team của Hùng Lê đang có hai room để hỗ trợ tất cả anh chị em đã đồng hành về team. Room thứ nhất đấy là room về chứng khoán cơ sở. Thì trên room về chứng khoán cơ sở thì sẽ liên tục khi mà thị trường có những cái biến động, thị trường có những cái biến động hoặc là có những cái bước những cái điểm nhấn, những cái điểm nhấn thì Hùng sẽ tổng hợp là và sẽ tổng hợp lên trên này, và để cho các anh chị của chúng ta có thể có được những cái góc nhìn tốt nhất, những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường. Và Hùng vẫn luôn chia sẻ là những cái thông tin đó thì giúp cho cộng đồng nhà đầu tư, cũng như giúp các anh chị của chúng ta có được thêm một cái kênh thông tin để chúng ta làm tham khảo. Còn quyết định đầu tư thì vẫn là ở quyết định của tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Ví dụ như tối ngày thứ tư thì cũng đã có cập nhật lại một số các cái tín hiệu về kỹ thuật. Thì xuyên suốt tất cả những cái quãng thời gian vừa qua thì trên thị trường chứng khoán cơ sở của chúng ta thì gặp rất nhiều những cái khó khăn đó, và những cái khó khăn của thị trường chứng khoán cơ sở thì nó lại là cái gì? Nó lại là cái thuận lợi của mảng phái sinh,
Tức là những anh chị mà đang trending phái sinh thì lại rất thích là thị trường của chứng khoán cơ sở là hoặc là tăng thì phải tăng rất là mạnh, hoặc giảm thì giảm rất là mạnh. Đó, khi giảm mạnh bao nhiêu thì cái xu thế của cái điểm giảm nó càng rõ ràng bấy nhiêu, và chính vì vậy thì các anh chị của chúng ta trending phái sinh nó lại càng là tối ưu. Thì khi mà trên thị trường chứng khoán thì niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của người kia, thì đấy là một câu chuyện hết sức là bình thường. Thì trên Zoom phái sinh thì hiện tại bên team của Hùng Lê có sử dụng cả bot và sử dụng cả những cái phân tích kỹ thuật đó, thì các anh chị cũng có thể thấy là khi mà thị trường của chúng ta gặp xấu thì ngoài cái việc mà chúng ta phân tích về thị trường chung, đấy là thị trường chứng khoán cơ sở, có những cái điểm nó không tốt, vậy thì cái xu thế chủ đạo các anh chị cũng có thể thấy rằng là ở cái xu thế chủ đạo ở trong cái giai đoạn ở những cái lúc mà Hùng đánh giá thị trường xấu thì chủ yếu là những cái xu thế là chúng ta sẽ ở vị trí short là chủ đạo đó. Thì cái cơ hội của phái sinh thì nó lại đi ngược lại với cái cơ hội của chứng khoán cơ sở. Chính vì vậy nên là Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tìm hiểu thêm một cái mảng về phái sinh. Tất nhiên là để có được cái nền tảng kiến thức về phái sinh và chúng ta trending được thì không phải là chúng ta cứ mang tiền chúng ta bỏ vào tài khoản và chúng ta mua bán thì chúng ta sẽ thắng. Không có câu chuyện đó. Tất cả mọi thứ nó đều phải trả bằng cái gì, trả bằng thời gian, trả bằng kinh nghiệm, rồi trả bằng tất cả những cái trải nghiệm của chúng ta ở trên thị trường. Và sau những cái quá trình mà chúng ta trending, đúng không ạ? Chúng ta trending thì chúng ta sẽ tự rút ra cho mình được những bài học của riêng mình. Rồi sau đó kết hợp với những cái thông tin hỗ trợ của team của Hùng Lê thì chúng ta mới có thể đứng vững được ở trên đôi chân của chúng ta. Tất cả mọi cái giao dịch của quý anh chị nhà đầu tư thì phải xuất phát điểm là từ quyết định của chính mình, chứ không thể lấy quyết định của anh A để mình đưa vào quyết định đầu tư của mình được. Và những cái kênh thông tin, các anh chị lưu ý, những cái kênh thông tin ở những cái room Zalo thì đấy là những cái kênh để giúp các anh chị của chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn về thị trường và giúp cho chúng ta tham khảo. Thì team của Hùng Lê cũng là một cái team rất là mạnh về phái sinh. Các anh chị có thể thấy liên tục có những cái hàng tháng thì đều có được những cái đánh giá tổng kết về lệnh để thứ nhất là chúng ta cũng có thể là đánh giá được cái quá trình đầu tư của chúng ta, quá trình khuyến nghị của chúng ta và các cái quá trình mở mua mới trending của chúng ta để xem là cái hiệu quả của nó như thế nào. Đó thì trên Zoom Zalo thì trong team của ông Lê hiện tại là có hai nhóm, một nhóm là để hỗ trợ các anh chị trending phái sinh và một nhóm là để hỗ trợ các anh chị trong các cái thông tin về đánh giá về xu thế chung của VN Index cũng như cập nhật những cái mã cổ phiếu tốt nhất. Thì hiện tại thì trong team của Hùng Lê cũng đã có rất nhiều những anh chị em từ Bắc đến Nam về đây để cùng mở tài khoản và cùng tham gia đội nhóm. Hùng Lê cũng rất mong là những cái thời gian sắp tới sẽ nhận được thêm nhiều những cái sự ủng hộ của quý anh chị nhà đầu tư cũng như những anh chị nào mà chúng ta thấy có những cái góc nhìn, có những cái quan điểm trong cái việc mà chúng ta xây dựng đội nhóm, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành cùng với team. Thì ở trên kênh YouTube thì các anh chị có thể search từ khóa chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Hiện tại thì team của chúng ta đã có mạng nó đang hơi bị chậm một tí, hình như là đâu đó khoảng tầm hơn 2.000 anh chị em đã đăng ký kênh. Còn trên Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, group Facebook chứng khoán gạch ngang chiến binh trên từng con sóng. Thì đây là hai cái kênh cộng đồng và thêm một kênh thứ ba nữa là trên kênh Zalo. Thì trên kênh Zalo thì những anh chị nào mà có những thắc mắc mà hỏi trực tiếp Hùng Lê thì Hùng Lê cũng đều trả lời, thu xếp thời gian để trả lời quý anh chị nhà đầu tư. Còn ở trên Zoom thì Hùng sẽ hỗ trợ những anh chị mà đã chuyển về team để tham gia đầu tư và cùng đồng hành với team của Hùng Lê. Ok, thì đấy là một vài cái ý mà Hùng Lê chia sẻ trước khi mà Hùng Lê sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đi phân tích chuyên sâu vào thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán của Việt Nam của chúng ta cũng đã có những cái phiên
giao dịch hết sức là kịch tính, có những phiên đẩy lên và sau đó thì có những phiên rũ bỏ. Rũ bỏ thì cái lực hồi thì Hùng đã đánh giá rồi, tức là trong phiên đã có những cái lực hồi và có những cổ phiếu để đánh giá có thể đủ lực hồi T cộng, và cái quan điểm mà duy trì hết xuyên suốt ở trong cái thời gian hiện tại đó là chúng ta phải duy trì một quan điểm hết sức thận trọng ở những cái vị thế mở mua mới. Thì những cái điều đó Hùng Lê đều đã nhấn mạnh ở trong các cái bản tin, còn quyết định mở mua hay là mở bán hay là quyết định hành động như thế nào thì vẫn là quyết định của quý anh chị nhà đầu tư mà thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ Hùng sẽ chỉnh lại một tí. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi các cái mã cổ phiếu họ nhà VIX. Thì đối với Vinhome thì Hùng có đánh giá rằng Vinhome có một cái điểm hỗ trợ ở đây tại vùng 79. Tại vùng 79 khá là ok, khả năng thì là trong những cái nhịp đánh ở trước đây thì Hùng có đề cập đến cái việc là Vinhome có khả năng chỉnh về vùng 79. Và trong bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến nếu Vinhome có hồi thì tối đa là sẽ hồi được về khoảng vùng 86. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng trong tuần vừa qua Vinhome đã hồi lên được đâu đó khoảng vùng trên vùng 82.5, và sau đó Vinhome đã có một phiên rơi rất mạnh ở đây, và đã xuất hiện cái lực cầu bắt của Vinhome ở rơi qua vùng 78. Đối với xu thế hiện tại của Vinhome thì Hùng đánh giá rằng là Vinhome vẫn chưa thể cầm được cái đà rơi, bởi vì những cái lực rơi mạnh và những cái lực mà cổ phiếu hiện tại chúng ta cũng có thể thấy rằng trend của cổ phiếu Vinhome vẫn đang là một trend xu thế xuống. Tuy nhiên khi Vinhome chạm về vùng 78, khoảng vùng 78 đến vùng 79 thì ở đây là một cái vùng hỗ trợ của Vinhome, thì khả năng Vinhome sẽ có những cái lực hồi. Một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là có đầu tư Vinhome hay không, thì Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là Vinhome chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức, còn đối với những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thì chúng ta không tham gia mã cổ phiếu này, bởi vì chúng ta không thể tiên lượng hết được những cái yếu tố bất thường của cổ phiếu. Và cổ phiếu này thì nó mang tính giữ nhịp, tức là các nhà tạo lập và đội lái của thị trường thì luôn sử dụng cổ phiếu này để điều tiết thị trường, chính vì vậy nên là chúng ta không có tham gia. Còn trên xu thế đánh giá hiện tại thì có thể thấy rằng là khi mà chạm về vùng hỗ trợ thì khả năng Vinhome vẫn tích lũy lại ở quanh vùng 78 đến vùng giá 80, và khả năng lực hồi thì cũng chỉ hồi về được hồi đập lại kênh xu thế trên, tức là hồi lại về lại cái nhịp cũ ở đây. Về lại đây là khả năng Vinhome sẽ hồi được về đâu đó khoảng vùng 83. Đó, đâu đó Vinhome sẽ hồi được về vùng 83, như thế là một cái lực hồi nó cũng không đáng kể, chính vì vậy nên là chúng ta cũng không tham gia mã cổ phiếu này. VIX thì đối với VIX, khi VIX đã chạm về, các anh chị có thể nhìn thấy đây, cái vùng ở trên đấy là vùng từ 117 vùng 120, thì khi rơi về cái vùng ở trong cái vùng nền này thì VIX đã không bứt phá qua mà VIX đã quay đầu trở lại giảm điểm. Thì quan điểm của Hùng là hiện tại thì khả năng VIX sẽ chỉnh về quanh vùng 113 và sẽ từ vùng 113 đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, thì lúc đó thì chúng ta sẽ phân tích. Nhưng mà trên cái quan điểm góc độ hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là dòng tiền đang khá là yếu đối với cổ phiếu VIX. Thì trong cái thời gian mà từ khi VIX mà neo đậu về cái vùng giá trên 100 thì gần như là VIX luôn duy trì một cái thanh khoản khá là thấp. Thì đây cũng có thể là một cái yếu tố tạo lập của đội nhóm, để sau khi một cái giai đoạn tích lũy thấp, nền tảng thấp như thế này thì có thể VIX nó sẽ có những cái yếu tố đột phá và sẽ có xuất phát từ những cái tín hiệu mà nó sẽ mạnh mẽ hơn. Thì một là tín hiệu giảm giá mạnh mẽ hơn hoặc là tín hiệu tăng giá mạnh mẽ hơn, thì khi mà gặp những cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cổ phiếu VIX. Còn hiện tại thì quan điểm để đầu tư đối với VIX thì Hùng cũng không có khuyến nghị các anh chị. Đối với VRE thì trong bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến khả năng VRE sẽ có một cái nhịp hồi lên đến khoảng đâu đó, hồi lên đâu đó ở đây khoảng vùng giá 35.5, nhưng mà rõ ràng trong tuần thì VRE không hồi được đến vùng 35.5 và lại rơi lại. Thì đối với cổ phiếu VRE hiện tại thì động lực để mà cổ phiếu này bứt phá thì hiện tại cũng chưa nhìn thấy, và khả năng cao thì VRE vẫn có một cái nền hỗ trợ ở đây, một cái nền hỗ trợ ngắn hạn ở đây là ở khoảng quanh vùng giá 33.5.
Thì các anh chị lưu ý, nếu những anh chị nào đang nắm giữ VRE ở vị thế hiện tại thì chúng ta có thể xem cái mốc hỗ trợ của VRE ở đây là 33.5. Nếu như cái mốc hỗ trợ này bị phá vỡ với khối lượng đẩy bán khoảng tầm độ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì chúng ta cũng nên xem xét để chúng ta hạ bớt tỷ trọng của cổ phiếu VRE, hoặc là chúng ta sẽ bán tất toán để bảo vệ tài khoản của chúng ta. Còn ở hiện tại thì tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật thì đang cho thấy khả năng thì VRE vẫn đang lình xình đi ngang ở đâu đó ở quanh vùng giá khoảng 34.5 thôi. Chưa có những cái động lực mạnh, để tăng giá. Quan điểm mở mua hiện tại thì cũng không khuyến nghị các anh chị, và những anh chị nào đang nắm giữ vị thế của VRE thì chúng ta nếu có những cái lực hồi thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk cũng là một mã cổ phiếu hết sức là quan trọng trong cái quá trình mà tạo lập của thị trường. Nếu chúng ta xét ở một cái góc độ tổng quan của Vinamilk, đúng không ạ? Nếu xét một góc độ tổng quan của Vinamilk thì đây là một nhịp sóng hồi của Vinamilk. Vinamilk đã hồi về được đến vùng giá 150 và sau đó thì đỉnh hồi tiếp theo hồi về được đến vùng 136. Và từ một vùng 136 thì Vinamilk đang cắm đầu đi xuống. Thì ở trong cái bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến ở cái vùng giá 125, đó là cái vùng hỗ trợ, một vùng 125-126. Đây, 125.5 đến vùng 126 là một cái vùng hỗ trợ của Vinamilk ở trên này. Và nếu như vùng này bị phá vỡ thì Vinamilk sẽ về tích lũy lại ở quanh vùng 120. Quanh vùng 120 thì trong phiên ngày hôm nay thì Vinamilk đã có những thời điểm Vinamilk đã chạm và cách rất gần vùng 120 và khả năng thì Vinamilk sẽ tích lũy lại ở đây. Vinamilk đang có những phiên phân phối giảm, và phiên ngày hôm nay có một cái lực hồi ở cuối phiên ngày thứ 6 thì Hùng cũng đánh giá chưa thực sự là tích cực, và cái nền 120 mới là cái nền mà Vinamilk sẽ cần phải tích lũy ở đây. Như vậy là Vinamilk cách vùng tích lũy khoảng tầm độ 3.700 nữa. Ở trên xu thế hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy cái lực hồi của Vinamilk thực sự đáng kể, và xu thế hiện tại của Vinamilk vẫn đang là một cái xu thế giảm từ vùng 135 và đi về vùng 120. Ok. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu SAB. Đối với SAB cũng là một cái mã cổ phiếu tạo lập của thị trường, và hiện tại thì chúng ta cũng đang thấy rằng là trong những cái nhịp phân tích trước đây của Hùng Lê thì Hùng có đề cập đến nền hỗ trợ của SAB ở quanh vùng 260, trước đây là vùng 240, và sau đó thì khi đạt đến vùng 260 thì Vinamilk sẽ có tiếp tục có những nhịp đánh, và Hùng dự phóng lên cái nhịp đánh này Vinamilk có thể SAB có thể chạm về vùng 280. 280 thì trong tuần thì SAB đã chạm về vùng 280, tức đã hoàn thành cái target của Hùng phân tích, và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có những phiên kéo xả của SAB. Thì SAB cần phải sau một cái nhịp đánh dài như thế thì SAB cần phải có những cái nhịp rung rũ lại, và khả năng thì Hùng đang tính toán ở một cái nhịp trước mắt đấy là khoảng vùng 260. Khi đánh được đến về vùng 280 thì SAB cần phải có những cái nhịp test chỉnh lại để ổn định lại vị thế, và sau đó thì có thể từ vùng 260 này thì sẽ xuất hiện những cái lực đánh tiếp. Và khi có những cái lực đánh tiếp ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật và phân tích cổ phiếu này. Còn đối với quan điểm đầu tư thì Hùng cũng không khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư mã cổ phiếu SAB, bởi vì SAB nó mang một cái tính giữ nhịp thôi. VRC. Đối với VRC thì trong những bản tin phân tích từ những tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng là VRC đã có một cái điểm hồi đáy ở đây từ vùng 115 đến vùng 117. Đã có những nhịp đánh lên ở đây để đẩy về vùng giá 120. Từ vùng 120 này thì Hùng có đánh giá rằng VC sẽ là một trong những cái mã mà nó mang tính một trong những cái blue chip mà khả năng ở trong nhịp đánh này chúng ta có thể tham gia được, và
Hiện tại thì target Hùng đang đặt ở đây của VDC trong nhịp đánh này là sẽ đánh về vùng 135. Trong tuần và sang tuần mới thì VDC có thể test chỉnh tối đa về vùng 120. Theo quan điểm của Hùng thì VDC khả năng sẽ có những phiên test chỉnh về vùng 120 và sẽ có những cái phiên sẽ cần có những cái phiên đánh lên như này, tức là có những cây nến xanh đẩy dài lên để về lại, để vượt thoát lại cái vùng ở đây, tức là vùng tạo lập ở đây là vùng khoảng vùng giá 125 là một cái vùng kháng cự khá là dày, tức là VDC đang hấp thụ cái lượng hàng tồn đọng lại ở bên này, thì bây giờ hiện tại là đang có những cái phiên hấp thụ lại. Thì đối với VDC, Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua ở trong tuần trước là chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ mã cổ phiếu VDC. BVH. Đối với BVH thì cũng hoàn toàn tương tự như VDC, thì trong cái nhịp này thì Hùng có đánh giá rằng BVH đang có những cái yếu tố tạo lập khá là tốt, khi mà BVH đã có một cái nhịp test đáy ở đây và cái vùng mở mua tối đa đã khuyến nghị các anh chị đấy là vùng 76. Hiện tại đối với BVH đã có những phiên tạo lập đánh về vùng giá 80, hiện tại đang có 1-2 phiên lình xình ở đây. Thì trong nhịp này Hùng vẫn đánh giá rằng khả năng BVH có thể đánh về vùng 85. Những anh chị mà đang nắm giữ BVH chúng ta có thể yên tâm tiếp tục nắm giữ để canh có thể chốt lời ở những vị thế cao hơn. Còn vị thế mở mua mới ở giai đoạn hiện tại thì các anh chị mua sau thì các anh chị sẽ bị chậm T. Chúng ta mua sau thì chúng ta sẽ bị chậm T và chậm giá thì nó sẽ bị rủi ro hơn. Còn cái xu thế cơ bản của cổ phiếu BVH Hùng vẫn đánh giá là có thể đánh về đến tiệm cận vùng 85. Mansan MSN. Ở giai đoạn hiện tại thì Mansan không có nhiều những yếu tố đột biến. Khi mà Mansan có những cái tuần đi ngang rất là khó chịu, các anh chị có thể thấy rằng nếu chúng ta tham gia đầu tư một cái mã cổ phiếu mà nó cứ lình trình đi ngang như thế này thì liệu là chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và Mansan thường cũng có lưu ý đến cả nhà là vùng giá 85 là một cái vùng đệm ở đây cũng rất là quan trọng đối với Mansan, và nếu như vùng đệm 85 này bị phá vỡ thì khả năng Mansan sẽ lại chuyển về đâu đó ở vùng giá 80. Trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng Mansan đang mở rộng xu thế giảm giá, Mansan đang mở rộng xu thế giảm giá và khả năng cao thì Mansan sẽ tiếp tục giảm, và giảm về đâu thì sẽ hội tụ đâu đó ở khoảng vùng giá 80 đối với Mansan. Những anh chị nào đang nắm giữ Mansan thì chúng ta cũng có thể canh các cái nhịp hồi để chúng ta chốt bớt tỷ trọng. Chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí. Thì đối với ngành dầu khí là một trong những cái ngành mà nó sẽ có những hiệu ứng tâm lý và có những cái tác động tâm lý rất là mạnh lên đối với thị trường chứng khoán, lên chỉ số VN Index của chúng ta. Thì đối với GAT, trong những cái bản phân tích trước, nếu những anh chị nào mà chúng ta theo dõi những cái bản tin của ông Lê liên tục thì các anh chị cũng có thể hình dung được cái kịch bản của GAT. Thì đối với giai đoạn hiện tại, khi GAT rơi về cái vùng nền ở đây khoảng tầm vùng 97 đến vùng 100 thì GAT đang có một cái lực hồi. Thì trong bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập đến lực hồi tối đa của GAT có thể về được đến vùng 107. Thì trong tuần thì GAT đã không về được đến vùng 107 và GAT hồi lên, và đây có hai phiên cuối tuần thì khi chạm về đến vùng hỗ trợ 100 thì GAT có những cái nút hút lên và đang đóng cửa vùng giá 102. Ở trên quan điểm hiện tại thì Hùng đánh giá rằng GAT nếu GAT hồi mạnh nhé, các anh chị lưu ý, nếu GAT hồi mạnh thì GAT cũng chỉ hồi về được đến khoảng vùng 107 và sau đó GAT sẽ tiếp tục có những phiên dội lại, nhưng mà khả năng thì Hùng đánh giá rằng cái lực hồi này không thực sự mạnh. Lực hồi này của GAT không thực sự mạnh khi mà dòng tiền tiếp tục suy yếu và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang chưa cho thấy rằng những cái tín hiệu hồi kỹ thuật rõ ràng hơn. Thì đối với quan điểm của Hùng là GAT nếu hồi thì chúng ta sẽ chốt và chúng ta sẽ không tham gia mở mua ở thời điểm hiện tại, bởi vì nhóm ngành dầu khí đang có những nhịp chỉnh. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu PVS. Thì đối với PVS đã hoàn thành target phân tích của chúng ta ở đây, đấy là vùng giá 25, và từ vùng giá 25 này thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta ra hàng và chúng ta giảm, và cái nhịp giảm này thì Hùng đánh giá về cái vùng hội tụ của
Cái vùng hội tụ của nhịp chỉnh này đấy là khoảng vùng từ vùng 21, vùng 21 thì trong tuần thì PVS đã có những nhịp đánh lên, và Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị nếu có hồi thì PVS chỉ có thể hồi tối đa về được đến khoảng vùng 23.5, và sau đó thì những cái nhịp test chỉnh giảm và lại rơi lại về về vùng nền. Thì các anh chị lưu ý giúp Hùng là quan điểm hiện tại là nhóm ngành dầu khí thì Hùng đã khuyến nghị anh chị chúng ta chốt, và chúng ta cũng tạm thời chúng ta chưa nên bắt đáy lại ở vùng này. Bởi vì vùng 21 là một cái vùng hết sức là nhạy cảm, nếu như tại đây PVS có những phiên gãy tiếp. Ví dụ PVS có những phiên gãy như này, có những phiên nến rơi gãy như này, thì như thế thì đây là một cái xu thế hết sức là nguy hiểm đối với PVS, và như thế thì PVS cần hội tụ về ở một cái vùng giá thấp hơn ở đây, để hội tụ ở tích lũy lại vùng nền 18, và từ vùng nền 21 hiện tại đang khoảng ở vùng nền 21 22 về vùng 18, như vậy là cũng sẽ mất khoảng 4.000 nữa, thì như thế là một cái mức giảm tương đối là mạnh. Anh chị lưu ý PVD hoàn toàn tương tự như PVS thì PVD cũng là một cái nhịp mà Hùng đã phân tích về đến vùng 21, và từ vùng 21 đã khuyến nghị các anh chị, những anh chị nào chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta cũng có thể chốt hạ ở vùng 21, và vùng điều chỉnh tích lũy lại ở trong nhịp này của PVS đấy là vùng 18. Và trong tuần thì Hùng cũng có đề cập đến việc nếu PVS hồi thì hồi tối đa được về vùng 19.5, nhưng mà rõ ràng là PVS đã không hồi được về vùng 19.55 và PVS tiếp tục rơi. Thì cũng hoàn toàn tương tự một kịch bản như là của PVD, như là của PVS. Thì nếu sang tuần PVD có những cái cây nến, có những cái cây nến mà rơi khỏi vùng hỗ trợ đây, thì như thế thì PVD sẽ có một cái nhịp rơi, và nhịp rơi này thì cũng sẽ khá là mạnh và sẽ hội tụ đâu đó về khoảng tầm độ vùng 16. Đây, khoảng vùng 16, như thế là cũng mất khoảng tầm độ 2.000 nữa, khoảng 2.000 nữa về vùng 15 đến vùng 16. Về đến vùng 15 đến vùng 16 thì các anh chị lưu ý đối với ngành dầu khí. Ok, Hùng sẽ phân tích tiếp một mã cổ phiếu POVK. Tại vì một số các anh chị có hỏi Hùng là POVK thì như thế nào, thì quan điểm hiện tại của Hùng là POVK là một nhịp hồi ở đây. Một cái nhịp hồi ở đây thì một cái nhịp hồi đánh rũ lại từ vùng 14 và đã chạy được về vùng khoảng đâu đó vùng 16, như thế thì nó cũng khá là tốt. Còn hiện tại những tín hiệu hiện tại của POVK thì nếu nói là xấu thì cũng chưa thực sự là xấu, khi mà POVK vẫn đang có một cái vùng giá hỗ trợ ở đây khoảng tầm rộng 15.5 thì đang lình xình ở đây. Nhưng mà xu thế hiện tại của POVK thì Hùng đang thấy rằng là xu thế chủ đạo hiện tại vẫn là một cái xu thế giảm giá, và khả năng cao thì xu thế chung của ngành dầu khí thì POVK lại về lại sẽ về lại tích lũy lại ở đây, tức là sẽ về lại tích lũy ở đâu đó khoảng vùng 13.5 13.5. Ok, hơi sâu, nhưng mà đấy là một cái nhịp chỉnh Hùng nghĩ là nó sẽ song trùng với là cả cả nhóm ngành dầu khí. Ok, POVK. Mã cổ phiếu BSR thì Hùng sẽ không phân tích nữa, bởi vì BSR thì các anh chị cũng có thể thấy là BSR đang có một cái hiện trạng thái lình xình đi ngang, và nó cũng chưa có được cái những cái tín hiệu thực sự rõ ràng. Hùng sẽ đề cập đến mã cổ phiếu PVI, bởi vì PVI cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều những anh chị có chat với Hùng Lê có hỏi rằng là PVI hiện tại đã mua được chưa. Thì trong những bản tin phân tích thì Hùng đã có đề cập đến những anh chị nào mà xem từ những lúc mà PVI đang ở vùng 40 thì Hùng có đề cập đến PVI sẽ test chỉnh về đâu đó khoảng vùng 35. Và tại vùng nền 35 này thì PVI sẽ có những phiên vượt thoát và những phiên tích lũy tại đây, thì nền chỉnh về nền 35 là một cái nền cũng khá là hợp lý. Quan điểm hiện tại của Hùng đối với PVI thì PVI đang có những phiên tạo, tức là tích lũy ở nền. Thì khi mà cổ phiếu tích lũy ở nền thì cái phương pháp đầu tư như thế nào, thì chúng ta có thể mở mua, các anh chị lưu ý có thể mở mua 1/3 đến 1/4 số chúng ta định mua tại cái vùng nền tích lũy này. Tức là ví dụ như là các anh chị có khả năng mua được 10.000 cổ phiếu PVI, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mua 3.000 cổ phiếu PVI ở vùng giá 35 đến vùng giá 36.
Đó. Và khi cổ phiếu PVI chúng ta đã mua ở trong cái vùng nền này, đúng không ạ? Về đến tài khoản của chúng ta. Nếu như cổ phiếu bị phá vỡ, tức là Hùng đề ra một kịch bản xấu nhất, tức là PVI bị rơi ra khỏi vùng 35. Ok, chúng ta sẽ sẵn sàng cắt lỗ cái số phần 3.000 này để chúng ta bảo toàn trước hết là bảo toàn vốn. Đó. Nhưng ngược lại, nếu PV có những phiên đánh vượt thoát lên vùng giá 36 thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể mở mua thêm. Thì đấy là cái phương pháp quản trị rủi ro, quản trị điểm mua rất là quan trọng trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Một số các anh chị chúng ta đầu tư thì chúng ta cứ cắm cổ chúng ta mua, và chúng ta mua một nháp là chúng ta mua hết luôn. Đó, thì ví dụ như cái việc là chúng ta chỉ bị lỗ khoảng tầm 7% của cái 3.000 cổ phiếu, các anh chị cứ nhân 7% của 3.000 cổ phiếu so với việc là chúng ta lỗ 7% của 10.000 cổ phiếu, thì đó là hai con số nó hoàn toàn khác nhau, và dẫn đến cái việc là khi mà chúng ta bị lỗ một cái mức lỗ lớn như vậy thì thần kinh của chúng ta bị đơ và chúng ta cố níu kéo, và như thế thì khi cổ phiếu này nó gãy ở nền 35 thì nó không chỉ là nó chỉ gãy ở nền 35 đâu, mà thậm chí là khi nền 35 cổ phiếu này bị gãy đi thì như thế là cổ phiếu này có thể rơi về đến tận vùng nền 32. Đó, rơi về tận vùng nền 32, mà thậm chí vùng nền 30 31 cơ. Đó, nó có thể rơi về những cái vùng nền thấp hơn như thế này. Như vậy thì khi nó rơi về những cái vùng nền thấp hơn như thế này thì chúng ta cứ cố níu giữ thì cái mức lỗ của chúng ta ngày càng một lớn lên. Thì đấy là những cái sai lớn nhất của các anh chị ở trên thị trường chứng khoán. Tức là trên thị trường chứng khoán không phải là chọn sai mã cổ phiếu, mà chúng ta cái phương pháp quản trị rủi ro tài khoản của chúng ta, đấy là một trong những cái sai lớn nhất. Ok, chúng ta cùng đi các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Vietcombank. Vietcombank trong phiên ngày hôm nay, Vietcombank sau một giai đoạn lình thình ở đây, và Vietcombank đã có một phiên đẩy mạnh. Một phiên hôm nay thì một cái phiên tạo lập, thực sự là phiên tạo lập này thì nó cũng khá là khó để những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta có thể tiên lượng được. Đó. Và quan điểm hiện tại thì sau một cái phiên tạo lập mạnh như thế này thì có thể là Vietcombank sẽ quay lại vùng đỉnh cũ. Và khi quay lại vùng đỉnh cũ thì sao? Vùng đỉnh cũ thì một số các anh chị sẽ nghĩ rằng là cổ phiếu Vietcombank sẽ đánh vượt đỉnh. Nhưng theo quan điểm của ông Lê, hiện tại ở vùng giá 70 là một cái vùng mà cũng đã khá là cao của Vietcombank. Có thể phiên ngày hôm nay Vietcombank đánh lên để neo giữ chỉ số VN Index ở trên vùng 950. Còn cái việc mà để mua cổ phiếu Vietcombank ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng, bởi vì Vietcombank đã ở một cái nền giá khá là cao, và có thể những yếu tố tạo lập sẽ đánh Vietcombank lên để mọi người sẽ hiểu rằng đây là một cổ phiếu vượt đỉnh, và có thể nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tiếp tục mua ở đây, và sau đó thì nó sẽ có những cái nhịp phân phối. Thì đối với cổ phiếu Vietcombank hiện tại trong phiên ngày hôm nay là một cái phiên mang yếu tố tạo lập, còn việc mở mua khuyến nghị đầu tư thì không tham gia đối với Vietcombank ở giai đoạn hiện tại. Ngày hôm nay có thêm cả cổ phiếu BID. BID thì cũng có một cái nhịp hút dòng tiền khá là tốt, trong một phiên giao dịch được khoảng tầm gần 1.6 triệu cổ phiếu. 1.6 triệu cổ phiếu. Thì đối với BID thì cũng có đề cập đến là một cái nền hỗ trợ ở đây là khoảng vùng nền 30. Và quan điểm hiện tại của Hùng thì đối với BID cũng như Vietcombank thì những cái phiên mà nó đánh hút lên như này thì nó cũng chỉ được 1 đến 2 phiên. Và cái việc mà BID có thể hồi được về tối đa ở trong nhịp này nó khoảng rơi vào khoảng tầm vùng 33 đi. Ở khoảng vùng 33 thì từ vùng 32 nó cũng không được là đáng bao nhiêu nữa, mà trong cái đấy thì cái mức độ rủi ro của chúng ta nó lại rất là lớn. Chính vì vậy nên là đối với BID thì chúng ta cũng tiếp tục quan sát. Những anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta cũng có thể canh các cái nhịp hồi của BID để chúng ta chốt hiện thực hóa lợi nhuận hoặc là tất toán. Công thương. Đối với công thương thì ngày hôm nay thì cũng đã có một cái lực về dòng tiền. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là vùng giá đẩy lên và sau đó thì lại bị thất bại. Tức là hiện tại thì công thương cũng đang có một cái ngưỡng hỗ trợ quanh vùng giá 20. Chưa thực sự có những cái tín hiệu đủ mạnh để có thể giúp cho công thương có thể vượt thoát, hoặc là có những cái yếu tố tiếp theo. Quan điểm hiện tại thì chúng ta cũng không đầu tư mã cổ phiếu công thương. Mã cổ phiếu ACB. Đối với ACB thì cũng khá là nặng mông.
ACB thì có một cái nền hỗ trợ ở đây khoảng vùng giá 28, 28 và nền tích lũy ở đây thì nền hiện tại thì cũng đang thấy rằng ACB đang có những phiên tích lũy quanh vùng nền 28.5 khá là dài từ ở đây. Nền 28.5 hiện tại thì cũng chưa chưa có những cái động lực, hiện tại thì chưa đánh giá được những cái động lực mà giúp cho ACB có thể có một cái nhịp vượt thoát đi lên, nói chung là cùng với xu thế chung của nhóm ngành ngân hàng. Chúng ta cùng xem cổ phiếu STB. STB thì vẫn một nền tích lũy đi ngang vùng 11.5, cũng chưa có những cái dấu hiệu tích cực nào. MBB thì có thể là sau đã có một cái nhịp hồi. MBB có thể đây đang có một cái nhịp hồi nhưng mà khi mà MBB đẩy về chạm đến vùng giá 21, cận dưới 21, 21.5 thì lại 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 gặp cái vùng cản này thì khả năng MBB lại tiếp tục rơi. Xu thế hiện tại của MBB có xuất hiện lực hồi. Nhưng lực hồi này thì cũng đánh giá không thực sự là tích cực, không thực sự là tích cực, và khả năng thì MBB vẫn tiếp tục một cái nhịp chỉnh hoặc là một cái nhịp đình trình đi ngang ở đâu đó khoảng vùng giá 20. Chưa có những yếu tố đột biến đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu về chứng khoán HCM. Đối với HCM trong những cái bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến một cái nền hỗ trợ của HCM ở đây là khoảng quanh nền vùng 22, khi chạm về đây thì khả năng là có những cái phiên lình trình thôi. Hiện tại dòng tiền khá là yếu và ở những cái tín hiệu cũng chưa thực sự là rõ ràng, và quan điểm của ông Lê thì HCM ở trong nhịp này thì khả năng vẫn 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 về tích lũy ở cái vùng nền ở đâu đó khoảng vùng đây khoảng vùng nền 21, khoảng vùng nền 21. Hiện tại đang đóng cửa vùng giá 23, vẫn một xu thế lình trình. SSI. Đối với SSI thì vùng hỗ trợ của SSI hiện tại ở quanh vùng 24.5. Xét một góc độ tổng thể thì như vậy là SSI cũng đã rơi rơi gần về coi như rơi gần về đáy, và hiện tại thì dòng tiền khá là yếu, và xu thế hiện tại của SSI thì sang tuần tới thì theo quan điểm của ông Lê thì khả năng vẫn chỉ tích lũy lình trình ở quanh vùng 24.5 đến vùng 25. Chưa có những cái vùng đột biến ở đây, khả năng thì vẫn tích lũy ở quanh đây thôi. VND. Đối với VND thì cũng hoàn toàn tương tự, VND thì đang có một cái ngưỡng hỗ trợ khá là cứng ở đây ở quanh vùng giá 15. Quanh vùng giá 15 thì khi mà chạm về vùng giá 15 thì khả năng VND sẽ có những cái nhịp hồi test lên. Tuy nhiên tại vùng giá 15 này mà VND không giữ được, các anh chị lưu ý, VND mà không giữ được tại vùng giá 15 thì khả năng cao thì trong cái nhịp này thì VND vẫn đang là một cái xu thế đi xuống, tức là những cái nhịp hồi lên, những cái nhịp hồi đập, những cái nhịp hồi đập đi lên, và khả năng thì lại có những cái phiên đánh xuống ở đâu đó khoảng quanh vùng giá 13, quanh vùng giá 13. Thì đối với VND cũng là một mã cổ phiếu hiện tại Hùng cũng chưa nhìn thấy những cái động lực tăng giá. Ok. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu của họ nhà thép HPG. Đối với Hòa Phát với những cái yếu tố về nhà máy Dung Quất đi vào hoạt động, cũng như một số các cái thông tin về các cái thuế của Hòa Phát, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ Hùng sẽ view như thế này thì các anh chị sẽ nhìn rõ nhất về Hòa Phát. Hòa Phát có một nhịp đánh từ vùng giá 10 và lên đến vùng giá 35, đấy là đỉnh cao nhất, và sau đó thì Hòa Phát đã nằm ở bên kia triền dốc, tức là nằm ở bên kia của một cái triền dốc phân phối. Và đây là những cái sóng hồi của Hòa Phát, thì chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta cũng nhìn rất là rõ ở đó, khi chạm kênh xu thế thì Hòa Phát đang có những cái sóng hồi, và hiện tại thì cái sóng hồi này của Hòa Phát đang chỉ chạm được ở quanh cái nhịp đánh này là ở khoảng vùng giá 20
20 đây là khoảng vùng giá 28, dưới 28 một tí, 27.5. Hiện tại thì dòng tiền cũng đang khá là yếu và khá là xấu của Hòa Phát. Hòa Phát đã có những phiên đẩy bán rất là mạnh và hiện tại thì đang có những cái nền tích lũy ở quanh đây. Tuy nhiên đối với quan điểm hiện tại của ông Lê thì Hòa Phát cần về, khả năng thì Hòa Phát sẽ sang tuần những cái nhịp tích lũy lình xình ở đây và sau đó Hòa Phát sẽ có một nhịp rơi tiếp. Một nhịp rơi tiếp về cái vùng hỗ trợ của Hòa Phát ở đây khoảng vùng giá 21. Khả năng Hòa Phát sẽ rơi. Trong đợt này thì Hòa Phát đang phát hành chứng quyền dẫn đến những cái việc là chúng ta cũng khá là khó để tiên lượng cái đường đi của Hòa Phát. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì Hùng thấy rằng Hòa Phát vẫn đang ở một pha xu thế giảm giá là chủ đạo. Những cái lực hồi ở đây không đủ mạnh để giúp cho Hòa Phát có thể có được một nhịp tăng. Hoa Sen, một thời anh hùng của anh Phước. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy Hoa Sen ở trên một cái góc độ tổng thể của Hoa Sen thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là hiện tại thì Hoa Sen cũng gần như đã rơi về những cái vùng nền giá khá là thấp ở vùng nền giá 5, ở vùng nền giá 6, ở 5 đến 6. Ở đây là cái nhịp tích lũy đầu tiên của Hoa Sen là vùng 6 đến 6.5. Thì trên quan điểm xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu HSG cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ đưa vào cái danh mục mà chúng ta theo dõi thôi, chưa đầu tư. Thì hiện tại chúng ta cũng chưa đầu tư bởi vì hiện tại Hùng thấy rằng dòng tiền cũng đang khá là yếu và có thể là những cái yếu tố tạo lập và cổ phiếu này cần phải hấp thụ hết, tức là những cái nhà đầu tư nào muốn bán thì cũng sẽ bán hết đi, tức là những nhà đầu tư chán nản thì sẽ phải bán hết cổ phiếu này đi, và sau đó thì những cái lớp nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia. Và khi lớp nhà đầu tư mới tham gia rồi thì khi đó sẽ có thêm những cái yếu tố tạo lập của thị trường nữa. Thì HSG cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ đưa vào danh sách theo dõi và sẽ phân tích hàng tuần. FPT. Đối với FPT thì cũng rất nhiều những anh chị có hỏi Hùng là có đầu tư FPT không. Thì Hùng đã có phân tích FPT ở rất nhiều những cái góc độ. Ok, FPT là một mã cổ phiếu khá là tốt. Tuy nhiên hiện tại thì FPT đang tiệm cận đến vùng 45-46 là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của FPT. Và trên đó là vùng 48. Như vậy thì nếu chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Nếu chúng ta mở mua đầu tư ở một cái giai đoạn lưng chừng như thế này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là lợi thì chúng ta cũng chưa chắc đã kiếm được lợi. Nhưng cái rủi ro của chúng ta thì nó lại rất là lớn. Đó, ví dụ trong tuần các anh chị mua ở đây, đúng không? Mua ở đây là đâu đó ở vùng, cho là các anh chị mua được ở vùng 45 đi, đúng không ạ? Ở vùng 45. Đó, và sau đó thì T0, T1, T2, T3 thì đến T3 về thì coi như là đánh tụt hết qua vùng 45 và lại về lại vùng 44.4. Đó thì những yếu tố ngắn hạn, nếu chúng ta mua ở một cái góc độ gọi là chúng ta lướt sóng hoặc là trending ở những cái giai đoạn ngắn hạn như thế thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn. Đó, và khi mà khó quá thì các cụ bảo rồi, khó quá thì chúng ta cũng nên bỏ qua. Chúng ta cũng không nên phải là cố bám lấy để chúng ta đầu tư làm gì cả. G thì đối với G trong cái nhịp này thì mình có đánh giá rằng G có thể hồi được về tối đa ở khoảng vùng giá 33.5. Tuy nhiên là trong tuần thì G đã hồi được về đâu đó được đến đâu 32.8, tức khoảng vùng 33, và sau đó thì G sẽ dợ đã có một nhịp rơi. Thì hiện tại thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là xu thế của G thì đang khá là xấu. Và một cái xu thế chủ đạo của G vẫn là một cái xu thế giảm giá, bởi vì khi mà G đã tạo thành một cái mô hình ở đây đó, cái đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước thì như thế là G lại người ta gọi đấy là một cái xu thế downtrend. Và hiện tại thì có một cái nền hỗ trợ của G ở đây ở quanh vùng giá 31. Còn để tham gia đầu tư thì chúng ta cũng không tham gia, bởi vì hiện tại chúng ta thấy rằng là lực đánh của cổ phiếu G nó khá là kém. Ok, chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu Novaland. Đối với Novaland, những cái điểm mua thì cũng đã khuyến nghị các anh chị ở trong những bản tin tuần trước, và Novaland trong tuần thì đã có những phiên rũ. Phiên rũ về đâu đó quanh vùng giá 59 thì cũng đánh giá rằng tại vùng giá 59, ok, chúng ta có thể mở mua Novaland. Đối với trong nhịp này thì Hùng vẫn đánh giá rằng Novaland đang có những yếu tố tạo lập để có thể đánh một cái nhịp dài hơn của Novaland. Và Novaland thì có một cái vùng kháng cự đây, vùng 62.
Những anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu về ngành bất động sản thì có thể tham gia Novaland. VCG. Đối với VCG thì trong những bản tin Hùng vẫn luôn phân tích và đề cập đến cái kịch bản của VCG, đó là vùng nền 26. Hiện tại VCG đang đi ngang ở vùng 26 với mất hút thanh khoản, thì có thể sau một cái giai đoạn mất hút thanh khoản này thì sẽ có những yếu tố tạo lực đánh lên, và nền 26 là một cái nền mà sẽ phân tranh cái xu thế của VCG. Các anh chị lưu ý, nếu gãy nền 26 thì chúng ta sẽ bán ra, và nếu mà từ nền 26 này sau khi tích lũy chặt và có những phiên tạo lập đánh lên thì có thể chúng ta sẽ tham gia cổ phiếu. Thì đối với phân tích kỹ thuật thì Hùng đã có những cái hình ảnh để mô tả cho các anh chị rồi. Nó rất là đơn giản, chúng ta sử dụng các cái yếu tố về giá để chúng ta có thể tiên lượng được những cái đường đi tiếp theo của mã cổ phiếu. Bình minh không có gì đột biến, Bình Minh vẫn một nền hình trình đi ngang, dòng tiền yếu, ok, không tham gia đầu tư trong giai đoạn hiện tại. MWG, đối với MWG thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng là chúng ta có đầu tư, chúng ta có tham gia đầu tư không? Chúng ta có tham gia đầu tư không ở trong giai đoạn hiện tại, và các bạn muốn mua ở nắm giữ ở một cái vị thế lâu dài? Thì quan điểm của Hùng là ok, nắm giữ lâu dài thì cái việc là chúng ta sẽ rất là khó. Chúng ta sẽ rất là khó trong ở một cái quan điểm nắm giữ lâu dài, bởi vì chúng ta sẽ, đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta sẽ không đánh giá được hết tất cả những cái yếu tố rủi ro của doanh nghiệp. Đó, chỉ có khi mà cổ phiếu mà chúng ta có những cái điểm nhấn thì chúng ta sẽ mua thôi. Chúng ta sẽ mua. Và ở trên góc độ hiện tại thì mình đánh giá rằng là MWG có một cái vùng nền ở đâu đó, đây, ở đỉnh đánh mà đánh có thể tối đa đánh được về vùng 90. Đó, Hùng đã phân tích mã cổ phiếu này, và trong những cái nhịp chỉnh này, thì Hùng thấy rằng là cái lượng hàng ra của MWG đang khá là mạnh. Thì những anh chị nào đang nắm giữ MWG, các anh chị lưu ý giúp Hùng ở vùng giá 88 đến vùng giá 89 đi. Ok, Hùng sẽ đánh ở vùng giá 88.5. 88.5 này sẽ là một cái vùng mà MWG sẽ có một cái điểm hỗ trợ ở đây. Nếu như MWG bị gãy vùng 88.5 thì chúng ta cũng sẽ nên bán ra. Còn góc độ mà đầu tư lâu dài thì Hùng cũng không dám phân tích ở đây, bởi vì để phân tích ở một góc độ đầu tư trung và dài hạn thì chúng ta phải phân tích ở rất nhiều những cái yếu tố về góc cạnh, những yếu tố về lợi nhuận, rủi ro, rồi tất cả những cái chỉ báo về phân tích cơ bản. Thì sau này thì Hùng có thể sẽ có một vài cái video để hướng dẫn sơ bộ các anh chị, chúng ta cũng có thể định giá qua mã cổ phiếu VGC. Đối với VGC thì hiện tại cái nền hôm nay thì VGC lại tiếp tục đánh lại vùng nền 20 đến 20.5. Đây là một cái vùng nền tích lũy của VGC để phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, dòng tiền tiếp tục suy yếu ở cổ phiếu này. Thì có thể là sau những cái giai đoạn mà dòng tiền bị suy yếu thì VGC sẽ có những cái phiên tạo lập, và cũng có thể là VGC đang hấp thụ hết cái phần hàng ở bên này, và sẽ chờ hấp thụ hết ở cái nửa bên này đi, thì sau đó thì VGC sẽ có cái nhịp đánh tạo lập. Thì đối với VGC thì Hùng vẫn đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ tiếp tục tham gia, và chúng ta sẽ theo dõi. Khi có những cái điểm bật thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị. TV2 thì đối với TV2 là một cái mã cổ phiếu, cái thanh khoản của nó khá là thấp. Tuy nhiên là những cái lực đánh của TV2 thì nó cũng khá là mạnh. Tức là khi mà TV2 đi lên, các anh chị có thể nhìn thấy là điểm xuất phát của TV2 và điểm hồi, điểm sau vạch xuất phát thì nó cũng gần về bằng hết thì thôi. Thì đối với TV2 ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng có thể nhịp đánh cuối có thể từ vùng 155 có thể đánh về chạm vùng kênh trên là vùng 180. Tuy nhiên những yếu tố hiện tại thì TV2 đang có những phiên gãy cũng khá là mạnh, và xu thế hiện tại của TV2 thì lại đang bước vào một xu thế giảm giá, và cái nhịp hồi ngày hôm nay cơ bản là cái nhịp hồi ngày hôm nay là một cái nhịp hồi khá là tốt.
Và đây nó lại TV2 lại tạo thành một cái vùng 153 và vùng 160.5. Đó thì TV2 lại tạo thành một cái vùng vùng kháng cự ở đây. Sẽ tạo thành một cái vùng kháng cự ở đây, và khi sẽ có những cái phiên thứ hai và phiên thứ ba thì chúng ta sẽ phải quan sát, bởi vì trong team một số anh chị đang nắm giữ mã cổ phiếu TV2 thì cũng có đề cập sẽ phân tích sâu ở chỗ này, tức là phiên cuối tuần thì cây nến cuối tuần là một cây nến hết sức là tích cực khi mà đã lấp hết cái phần giảm của phiên ngày hôm qua, và từ cái nền này thì TV2 cần phải lấy lại cái nền từ 150 đến vùng nền 160 để có thể đánh tiếp, anh chị lưu ý. Nhưng ngược lại, nếu như TV2 không lấy lại được cái vùng giá 150 vùng giá 153 ở đây, thì như thế thì TV2 sẽ có những cái nhịp rơi tiếp và sẽ rơi chạm kênh. Thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta phải hết sức lưu ý đối với mã cổ phiếu TV2. Mã cổ phiếu PNG. PNG thì Hùng cũng đã phân tích rồi, trong những bản tin trước thì Hùng cũng đã có phân tích rồi. Ở một cái nền ở đây, ở một cái nền 76 đúng không ạ? Nền 76 cũng là một cái nền mà cổ phiếu này cần phải giữ và cần phải tích lũy lại được. Còn nếu như PNG gãy khỏi nền 76 thì như thế là một cái pha khá là xấu của PNG. Trên góc độ hiện tại thì Hùng đang thấy rằng PNG có những cái nhịp giảm khá là mạnh, và xu thế giảm giá của PNG đang hiện hữu và đang mạnh hơn. Thì PNG có thể là khi PNG rơi về vùng 73 thì có thể là khi chạm kênh hỗ trợ dưới thì có thể là sẽ có một vài cái nhịp hồi ở đây. Tuy nhiên là ở trong giai đoạn hiện tại thì PNG đã có những cái nhịp kéo xả ở đây. Ở những cái nhịp kéo xả ở đây rất rất là mạnh rồi, thì cái việc mà cổ phiếu hồi đấy là những cái cơ hội để chúng ta có thể bán hàng ra để chúng ta giảm lỗ. Nếu những anh chị nào chúng ta đã mua cổ phiếu này ở những cái vùng giá cao thì đấy là những cái cơ hội để chúng ta giảm lỗ, chứ còn chúng ta không chạm vùng hỗ trợ để chúng ta bắt đáy, bởi vì chúng ta sẽ không biết ở đâu là đáy. Và chúng ta sẽ nếu may mắn thì chúng ta bắt được đúng đáy, và nếu như không may mắn thì chúng ta mua đáy xong và xong đó thì cổ phiếu tiếp tục gãy, và sau khi gãy về T3 tức là có những trường hợp đã mất đến 20-30% khi mà cổ phiếu lao dốc đó. Còn xu thế hiện tại thì PNG đang bước vào một cái xu thế giảm giá khá là mạnh, các anh chị lưu ý. Ok, chúng ta vừa mới điểm qua lại toàn bộ tình hình thị trường, thì tình hình thị trường chung thì không có điểm nhấn, các anh chị lưu ý, tình hình thị trường chung của chúng ta không có điểm nhấn. Ngoại trừ là Vinamilk thì có khả năng là sẽ rơi khoảng tầm độ 2 điểm nữa thì về vùng 120 thì tích lũy trở lại. Vinhome cũng khả năng sẽ cầm đà rơi ở Hùng xem lại VHM. Vinhome có thể cũng sẽ cầm đà rơi ở từ vùng 78. Có khả năng là sẽ cầm đà rơi ở vùng 78 khi có mức lực cầu bắt khá là mạnh ở đây. Còn về cơ bản là tất cả các cái mã cổ phiếu về các nhóm ngành ngân hàng thì cũng không thực sự xuất sắc, ngoại trừ ngày hôm nay có một yếu tố tạo lập đánh Vietcombank lên lại vùng đỉnh cũ, thì đấy là một cái điểm nhấn để giúp cho thị trường của chúng ta có thể tăng ở đâu đó là 3,53 điểm này, góp công rất lớn của Vietcombank ở đây. Nếu như giá trị giao dịch của phiên cuối tuần thì cũng không thực sự là đột biến. Và chúng ta sẽ cùng xem biểu đồ VN Index của chúng ta. VN Index của chúng ta đang có những phiên tạo những cái nhịp hút xả quanh vùng 950. Và cái điểm mấu chốt vấn đề hiện tại là chúng ta đang đóng cửa ở trên vùng 950. Thì như thế có nghĩa là nếu như chúng ta đóng cửa trên vùng 950 thì đang tạm gọi là thị trường chúng ta đang tạm gọi là tích cực. Và cái vùng ở đây là vùng 970 đến 973 là trở thành một cái vùng cản ngắn hạn ở đây. Và nếu như khi thị trường chúng ta hồi
Nếu thị trường chúng ta hồi thì sẽ hồi cũng sẽ chạm về vùng cản ở đây và sẽ có những phiên lịch trình đập lại. Và động lực để giúp thị trường hồi thì hiện tại là Hùng chưa nhìn thấy, bởi vì là SAB thì sau khi mà chạm về vùng đỉnh 280 thì SAB cũng đang có những nhịp chỉnh. Nhóm ngành dầu khí thì thực sự là hiện tại cũng chưa có những cái yếu tố thực sự là đã chỉnh xong, vẫn đang còn đâu đó những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ cần phải chỉnh thêm nữa. Nhóm ngành ngân hàng thì thực sự là ngày hôm nay ngành ngân hàng có được dòng tiền, nhóm ngành ngân hàng có được dòng tiền khá là tốt nhưng mà cũng chưa thực sự là tích cực. Vậy thì những yếu tố nào sẽ giúp cho thị trường của chúng ta ổn định ở trong tuần tới? Thì về cơ bản những chỉ báo kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang thấy rằng là các nhà tạo lập đang muốn giữ ở cái mốc 950. Để đánh tiếp thị trường lên. Trên cơ sở hiện tại thì đang thấy rằng dòng tiền thì cũng đang có sự dấu hiệu hồi. Còn một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang có dấu hiệu hồi, nhưng mà cái lực hồi của thị trường nó không thực sự là mạnh. Và sang tuần tới thì khả năng cao thì thị trường giảm sâu, thì cái kịch bản giảm sâu thì nó không có, nhưng khả năng là thị trường của chúng ta tăng mạnh cũng không có, mà cái kịch bản chính của thị trường là có khả năng là sẽ đi ngang lình trình quanh vùng 950. Và sẽ có những cái phiên để xác định được những cái xu thế của thị trường. Thì khi mà thị trường có những cái điểm nhấn ở đó thì Hùng sẽ khuyến nghị, hoặc Hùng sẽ chat lên ở trên Zoom Zalo để cho anh chị của chúng ta có thể cập nhật về tình hình xu thế thị trường. Còn đánh giá về thị trường thì Hùng đánh giá rằng thị trường có thể sang tuần tới sẽ có những cái vị thế lình trình đi ngang. Còn đối với HNX Index thì rõ ràng một điều là khi chạm, các anh chị thấy là đây một cái kênh xu thế nó cũng rất là đơn giản thôi, thì khi chạm kênh xu thế trên thì HNX Index đã có những phiên dội lại, thì Hùng vẫn đánh giá quan điểm là HNX Index sẽ giảm. Và chính vì ngày hôm nay cái phiên cuối tuần là cái phiên tạo lập của Vietcombank, dẫn đến cái việc là nó làm cho cái chỉ số của VN Index nó bị sai lệch đi đó. Còn nếu mà chúng ta xem cái sức mạnh của thị trường thì chúng ta xem chỉ số HNX Index nó sẽ phản ánh chân thực hơn về thị trường, tức là thị trường của chúng ta vẫn chưa có những cái động lực mạnh để giúp cho cổ phiếu của chúng ta tăng mạnh. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là các cái nhóm ngành hiện tại thì đang ở một cái góc độ gọi là đi ngang hoặc là một cái góc độ giảm giá. Và Hùng đã nói rồi, tức là cái bất lợi của thị trường chứng khoán cơ sở thì nó sẽ là thuận lợi của bên các anh chị đang trending phái sinh, đúng không ạ? Khi mà thị trường chứng khoán cơ sở giảm càng mạnh thì các anh chị lại càng có những cái cơ hội để chúng ta trending, hoặc là khi tăng càng mạnh đó thì ở bên phái sinh thì chúng ta có thể đánh được cả hai chiều. Ok, đấy là về xu thế thị trường. Còn phần tiếp theo thì chúng ta cùng điểm lại tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang xuyên suốt tất cả những bản tin mà chúng ta đang theo dõi. Nam Long thì đang có một cái nhịp hồi, và Hùng đánh giá rằng cái nhịp hồi này thì Nam Long có thể chạm về được đến đỉnh cũ của Nam Long ở quanh vùng giá 31. Nam Long có thể test chỉnh lại mức sâu nhất ở quanh vùng giá 29 ở trong nhịp này. Và nếu như Nam Long gãy ở vùng 29 thì như thế nó sẽ rất là xấu. Gãy vùng 29 thì chúng ta sẽ xem xét, chúng ta những anh chị nào mà chúng ta nắm giữ thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta bán. Và cái nhịp này là cái nhịp mà để làm gì ạ? Để chúng ta, những anh chị nào đang cầm nắm Nam Long thì chúng ta sẽ ra hàng, chứ không phải là cái nhịp để chúng ta mua. Mở các vị thế mua mới của Nam Long thì Hùng nên khuyến nghị các anh chị như vậy. SDI thì đang có những cái nhịp lình xình, và khả năng thì trên cái xu thế hiện tại của SDI thì SDI có những cái phiên hút cạn ở đây, và những yếu tố tạo lập thì cái nhịp hồi tối đa của SDI thì SDI cũng chỉ chạm được về đâu đó khoảng vùng giá 74. Quanh vùng giá 74. Và đối với cổ phiếu SDI thì thường là sau những cái phiên hút dòng tiền như thế này thì sẽ có những cái phiên tạo lập kiểu đánh lên với những cây nến dài. Thì đối với SDI thì cái cơ hội mà để đi tiếp thì Hùng đánh giá là vẫn còn.
Nếu như SDI bị gãy nền hỗ trợ ở đây khoảng vùng 68.5 thì như thế là SDI cũng đã hết cái nhịp sóng ở trong cái nhịp sóng này. Các anh chị chúng ta lưu ý. VRE thì đã phân tích rồi. ITA thì vẫn là trong cái nhịp sóng dài thôi. ITA đang có những phiên giảm, tức là khi ở trong cái đoạn này thì ITA thường đánh là chạm vùng 3.3 là ITA sẽ rơi, và chạm về đâu đó khoảng vùng 2.9 thì ITA lại có những phiên phục hồi. Thì trong nhịp này khả năng thì ITA sẽ chạm về kênh đây, nó cũng khá là hợp lý, về vùng 2.9. Khi về đến vùng 2.9 chúng ta có thể quan sát 1-2 phiên. Nếu có những phiên hút lên thì chúng ta có thể tham gia mã cổ phiếu ITA, bởi vì ITA Hùng đánh giá là cũng khá là ok. VGC Hùng đã phân tích rồi, Novaland đã phân tích rồi, sẽ phân tích tiếp theo mã cổ phiếu TDH. TDH là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua ở trong team. Khi Hùng đánh giá rằng TDH có một cái nền tích lũy ở đây khoảng nền 11.5 đến nền 12. Khá là tốt, và hiện tại thì TDH có một cái kháng cự ở đây khá là mạnh, đấy là khoảng vùng giá 13. Khoảng vùng giá 13 thì thực ra nói là mạnh thì cũng không hẳn là mạnh, bởi vì TDH đã có một cái nhịp ở đây, một cái nhịp khá là dài để hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng ở trên này. Tức là những anh chị nào mà bị kẹp ở trên này thì chắc là đến cái đoạn này thì cũng đã ra hết toàn bộ hàng của TDH. Và đối với TDH thì Hùng đang nhìn ở một cái góc độ nến tuần, sóng dài hơn. Hùng đánh giá rằng ở trong nhịp này TDH cái lực cầu đi đang khá là tốt, và Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị là chúng ta tiếp tục, nếu đã mua TDH thì sẽ tiếp tục nắm giữ TDH và chờ TDH có những phiên vượt đỉnh vùng 13 để tiệm cận về đâu đó khoảng vùng 14 đến vùng 15. Ở trong nhịp này thì Hùng đánh giá rằng TDH sẽ đâu đó về vùng 14 đến vùng 15. Ở phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên mà cố leo dốc nhưng mà leo không được, thì TDH đang đóng cửa vùng 12.75, cũng không thực sự là xấu. Và chỉ cần TDH vẫn ở trong nhịp này vẫn đóng cửa trên vùng giá 12.5. Thì cái cơ hội đi tiếp của TDH vẫn là ok. Đối với TDH là một mã cổ phiếu mà chúng ta cũng cần quan tâm để chúng ta chiến đấu. Ngân hàng và chứng khoán ở trong giai đoạn hiện tại Hùng đánh giá không có một cái mã cổ phiếu nào đáng để chúng ta quan tâm. Đối với dòng dầu khí, ngoài GAT, PVD, PVS thì Hùng đã phân tích rồi. Hùng sẽ đánh giá tiếp cái mã cổ phiếu PLX. Các anh chị lưu ý cho Hùng, trong ngành dầu khí, trong nhóm ngành dầu khí thì Hùng đang đánh giá cổ phiếu PLX là một trong những mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư nhất ở trong giai đoạn hiện tại. Đáng để đầu tư ở trên hai góc độ là PLX là một cái mã cổ phiếu, nó gần như là một mã cổ phiếu blue chip, rất thích hợp với những dòng tiền lớn. Nói về trend sóng thì hiện tại trong 2 tuần gần đây thì PLX đang bị mất hút dòng tiền ở cái khu vực hiện tại đây. Tức là ở khoảng cái vùng giá chốt chặn của PLX ở đây khoảng vùng giá 60. Thì có thể là sang tuần tới sẽ có những yếu tố tạo lập. Vùng giá chốt chặn là vùng 60.5. Còn sang tuần tới thì Hùng đánh giá rằng PLX có thể sẽ tiếp tục có những phiên mà đâu đó ở đây khoảng vùng giá 61 đi. Đó, tức là khoảng vùng giá 61, tức là cái vùng hỗ trợ của PLX ở đây đang rất là tốt, và Hùng đánh giá rằng khả năng thì PLX chỉ chỉnh về đây. Chỉnh về đây lình trình tích lũy và sẽ có 1 đến 2 phiên để đánh tiếp PLX. Và trong cái nhịp đánh này thì có đánh giá rằng khả năng thì PLX sẽ vẫn chạy theo kênh thôi, tức là có thể đánh về chạm lại về đâu đó khoảng vùng 67 đến khoảng vùng 68, khá hợp lý. Đối với PLX thì hiện tại là Hùng đánh giá rằng PLX là một trong những cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí khá là ok. PVI Hùng đã phân tích rồi. Các anh chị nếu yêu thích cổ phiếu PVI chúng ta có thể mở mua ở vùng 35 đến vùng 36, 1/3 đến 1/4 số chúng ta định mua đối với cổ phiếu PVI. Cổ phiếu Đạm Phú Mỹ thì ngày hôm nay bị bán khá là mạnh và lại rơi lại về vùng 17 đến vùng 17.5.
thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên một cái góc độ dài hạn của mã cổ phiếu này thì Hùng đánh giá rằng vùng 17 cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt. Khá là tốt thì theo quan điểm của Hùng thì hiện tại đạp Phú Mỹ đang có hai phiên phân phối giảm rất là mạnh ở đây. Đạp về vùng nền, và từ vùng nền này thì khả năng trong tuần tới cổ phiếu sẽ có những cái phiên tích lũy, và đối với đạm Phú Mỹ thì vẫn là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng ở cái vùng này cái cơ hội để đầu tư là vẫn còn. Tuy nhiên để có thể khẳng định được là đạm Phú Mỹ sẽ tiếp tục cái hành trình như nào thì đây, cái vùng nền này, vùng nền 17 đến 17.5 cần phải tiếp tục quan sát ở trong cái phiên những cái phiên tuần tới. Đối với cổ phiếu ngành hàng không, đối với cổ phiếu ngành hàng không thì hiện tại là có 3 mã cổ phiếu đang khá là ok. VDC thì đã phân tích rồi. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu HVN. Đối với HVN thì trong cái nhịp đánh rũ này, HVN đã có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đấy là vùng 41.5. Nếu như vùng 41.5 này của HVN không bị thủng và có những cái phiên đeo bám để tiếp tục đánh lên, thì quan điểm hiện tại của Hùng thì Hùng đang thấy rằng là HVN đang có những phiên ở đây. Đang có những phiên hồi lại đây thì có hai cái vị thế mà để cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể tham gia ở giai đoạn hiện tại. Những anh chị mà đang nắm giữ HVN thì quan điểm của Hùng là nếu gãy vùng 41.5 thì chúng ta sẽ bán, nếu không gãy vùng 41.5 thì chúng ta sẽ chờ. Và cái nhịp đánh này thì Hùng vẫn đánh giá rằng khả năng HVN sẽ đánh được về đâu đó khoảng vùng 48, khoảng vùng 48 đến vùng 50, mạnh thì sẽ đánh được đến về vùng 50. Tuy nhiên trước mắt thì chúng ta cần phải HVN cần phải đánh ở đây, đánh vượt thoát qua vùng đỉnh cũ vừa mới tạo ra đây ở vùng 44. Trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng HVN vẫn đang tốt, khá là ok. Quan điểm mở mua mới đối với HVN hiện tại thì nó khá là hơi rủi ro, bởi vì là những cái vùng mua HVN thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị đâu đó ở vùng giá rất là thấp, các anh chị có thể xem ở những cái bản tin trước. Và sau đó thì có những cái nhịp ở đây test chỉnh lại đây, và có những cái vùng lại thì những cái điểm mua nó phải nằm ở cái vùng 40. Ở cái nhịp đánh này thì lúc đó thì chúng ta sẽ được lợi về T cộng và lợi về giá. Còn ở xu thế hiện tại có thể mở mua, những anh chị nào mà chấp nhận rủi ro được thì chúng ta cũng có thể mở mua đối với cổ phiếu này. Vùng giá có thể tham gia ở đây thì có thể đánh ở từ vùng 41.5 đến vùng 42, mở mua tối đa ở vùng 42, không mua hơn. ACV. Đối với ACV thì ACV thì có một cái lực đánh nó cũng khá là hay. Đấy là cứ chạm về đâu đó khoảng về vùng giá 80 thì ACV lại có những nhịp đánh lên, và chạm về khoảng vùng giá 87 thì lại có những nhịp dội xuống. Và thậm chí là trong có những cái nhịp đánh hơn được vùng 87, là đây ở đâu đó được đến vùng đây. Vùng 88, ok, được vùng 88 thì đánh lên. Thì những cái cổ phiếu này thì những anh chị mà chúng ta mà quan sát được liên tục, và chúng ta quan sát thấy được những cái yếu tố này thì chúng ta cũng có thể là khi chạm về vùng 80 thì chúng ta mua một ít, đúng không ạ? Và khi chạm về vùng 88 thì chúng ta bán. Ok, đối với mã cổ phiếu ACV thì không có gì là đột biến. Đối với ngành thép thì Hùng đã phân tích rồi. Đối với ngành nhựa chúng ta sẽ đi cổ phiếu AA. Đối với ba con A là một mã cổ phiếu mà nó cũng gây ra khá là nhiều đau đầu cho các nhà đầu tư của chúng ta khi mà chúng ta phán đoán những cái lực đi của cổ phiếu này khá là khó. Thì cái lực đi đầu tiên đấy là lực từ vùng 14 đến vùng 16 thì Hùng đã phân tích từ những bản tin rất là dài ở phía trước, các anh chị có thể xem lại. Sau đó về đến vùng 19 thì ba Na tiếp tục có những cái nhịp tích lũy lại ở vùng 17 đến vùng 17.3. Thì Hùng đánh giá rằng vùng 17 đến vùng 17.3 là cái nền hỗ trợ khá là tốt của Baona. Và hiện tại thì Baona đang có những phiên để hấp thụ lại toàn bộ những cái phần ở vùng giá 19 ở đây. Tức là những anh chị nào mà cố chốt ở vùng này thì có thể là đây là đang là những cái phiên để hấp thụ lại. Còn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là nếu xét về cái nhịp rũ này của Baona thì nhịp rũ này rất là đẹp. Khi cổ phiếu Baona chạy từ vùng 14 đến vùng 19, tức là tăng khoảng tầm độ 5.000, và sau đó thì Baona lại rũ lại về đâu đó khoảng vùng giá
điểm rũ sâu nhất về vùng giá 17, tức là giảm đi 2.000, và sau đó thì Bana lại đang có những cái phiên lình xình tích lũy trở lại đi lên, thì Hùng đánh giá rằng xu thế hiện tại của cổ phiếu Bana vẫn đang khá là ok. Điểm mở mua thì một là chúng ta cái vùng hỗ trợ ở đây, thì các anh chị là khi mà một số các anh chị thì đã mở mua ở vùng này, khi mà Hùng khuyến nghị ở vùng 17 đến vùng 17.17 đến vùng 17.3 và thậm chí là đến vùng 17.5. Đấy là những cái vùng hỗ trợ, thì có thể các anh chị có thể canh những cái nhịp mà để có thể mua được ở cái vùng giá thấp. Và cổ phiếu Bana thì đánh giá rằng cái cơ hội mà để đánh một cái nhịp dài thì nó vẫn còn. Họ nhà Viettel thì có Viettel Post VTP. Đấy, đối với VTP thì trong những cái bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến là chúng ta, nếu chúng ta có mở mua thì chúng ta canh quanh vùng 145. Chúng ta tuyệt đối chúng ta không đua theo những cái vùng giá cao. Đó, có những cái phiên mà Viettel Post đã đẩy về vùng giá 60, 160 đúng không ạ? Rất là cao, và sau đó thì có những phiên rũ lại, thì cái quan điểm là đối với những mã cổ phiếu này chúng ta khá là khó để chúng ta tiên lượng được cái đường đi của cổ phiếu trên góc độ kỹ thuật, mà đường đi của cổ phiếu nó phụ thuộc vào đội nhóm và đội lái. Đối với mã cổ phiếu VGI, cái nhịp hồi của VGI đã chạm được qua vùng 28, nhưng mà sau đó thì VGI lại không lấy lại được, không giữ lại được cái mốc 28, thì có thể quan điểm hiện tại là VGI sẽ từ cái này thì VGI lại chỉnh lại về quanh vùng 26. Có khả năng là VGI sẽ có những cái phiên test chỉnh lại quanh vùng 26, và từ vùng 26 này thì sẽ có những yếu tố tạo lập để chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để xem là cổ phiếu này sẽ đánh lên. Bởi vì là sau những cái phiên rũ mạnh như thế này thì VGI cần thời gian để hấp thụ lại và tích lũy lại. Còn nếu như cổ phiếu VGI mà gãy vùng 26, gãy vùng nền 26 thì như thế đấy là một cái tín hiệu xấu của cổ phiếu VGI. Và như vậy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán cổ phiếu này. VTK và CTR. VTK. Đối với VTK cũng là một cái mã cổ phiếu của họ Viettel, có một cái nền tích lũy khá là ok. Đối với mã cổ phiếu này, 26.5 đến vùng 29, giai đoạn hiện tại chúng ta có thể mở mua quanh vùng 28 trong nền tích lũy. Điểm mở mua thì khuyến nghị các anh chị là mở 1/3 đến 1/4 số định mua đối với mã cổ phiếu này để chờ những cái điểm bật tốt hơn. CTR thì vẫn đang neo đậu ở vùng giá khá là cao, chưa có điểm mua đối với mã cổ phiếu này. Thủy điện thì chúng ta sẽ phân tích hai cái mã NT2. Đối với NT2 đang có những phiên phân phối giảm khá là mạnh, khi NT2 lại tiếp tục đánh về vùng nền 26.5 đến vùng nền 27. Thì đối với NT2, cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng của NT2 ở trong nhịp này là vùng 26.5. Nếu gãy nền 26.5 thì NT2 sẽ đi về đây. NT2 sẽ đi về khoảng vùng 25, gặp kênh tích lũy lại. Còn nếu tại vùng này mà NT2 vẫn tiếp tục lình xình đi ngang thì như thế thì không bị gãy cái nền 26 này thì khả năng thì cổ phiếu này vẫn lình xình đi ngang ở quanh vùng 26.5 đến nền 27 để tiếp tục có những cái tín hiệu tiếp theo, thì khi mà có những cái tín hiệu tiếp theo thì chúng ta mới phân tích được tiếp. GEG cũng là một mã cổ phiếu về điện cũng khá là tốt, đã có một cái nhịp tăng 100%, gần như là 100% từ nền 12 lên đến nền 24. Thì đối với GEG ở đây hiện tại đang có một cái vùng giá 21, đấy là cái vùng phân tranh, vùng này sẽ quyết định xu thế tiếp theo của GEG. Nếu gãy nền 21, các anh chị đang cầm nắm GEG của chúng ta cũng có thể bán mã cổ phiếu này. Còn nếu mà vùng 21 mà không bị gãy mà có những cái phiên vừa thoát đi lên thì chúng ta canh để chúng ta chốt lời. Còn vị thế mở mua mới ở trong giai đoạn hiện tại đối với GEG thì chúng ta cũng không có mở mua mới, bởi vì GEG đã hình thành một cái nền phân phối ở đây. Nền phân phối ở đây khá là dài và những cái nhịp hồi là những cái cơ hội để cho chúng ta có thể hiện thực hóa lại cái lợi nhuận của cổ phiếu GEG. Nhóm ngành thủy sản thì chúng ta sẽ đi phân tích ba mã cổ phiếu khá là đầu ngành. Đấy là cổ phiếu VHC, Vĩnh Hoàn
VHC đã có một nhịp tăng thần tốc và sau đó thì cũng đã có một cái nhịp phân phối dài. Đây là một cái nhịp phân phối dài. Và ở những cái tuần gần đây thì VHC đang có những cái phiên phân phối khá là mạnh. VHC thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở vùng giá 89, nếu gãy ở vùng giá 89 thì như vậy là VHC sẽ có những cái điểm gãy khá là mạnh, và những điểm gãy đó thì có thể nó sẽ đẩy cổ phiếu này về vùng giá đến vùng giá 70. Đó thì như thế là cái vùng giảm cũng khá là thảm khốc đối với cổ phiếu này. Những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu này thì cũng cân nhắc để chúng ta có thể hạ tỷ trọng hoặc là chốt hết. Đối với ANV thì quan điểm hiện tại là ANV có thể tiệm cận về khoảng vùng 25.5 đến vùng 26. Tại đây thì ANV sẽ có lình trình 1-2 phiên tích lũy tại đây và sẽ có lực hồi sẽ xuất hiện tại đây. Và hồi về đâu thì khả năng là sẽ hồi lại về vùng 30. Tối đa sẽ hồi lại về vùng 30 ở đây. Và khi hồi về vùng 30 ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thể quan sát những cái động thái của cổ phiếu để chúng ta có thể đưa ra cái hành động. Quan điểm mở mua đối với ANV thì khi mà về đến vùng 26 hoặc là về vùng 25.5 đến vùng 26 thì chúng ta có thể bắt đáy với tỷ trọng vừa phải đảm bảo an toàn tài khoản, bởi vì đây là một cái nhịp hồi của ANV. MPC. Tại sao Hùng lại phân tích mã cổ phiếu MPC? Bởi vì một số các anh chị có hỏi Hùng khi mà cổ phiếu MPC có những cái nhịp hồi, thì Hùng có đánh giá rằng nếu như thực sự cổ phiếu mà tốt thì nó sẽ có những cái tín hiệu tăng giá trở lại. Còn nếu cổ phiếu thực sự mà không tốt thì cổ phiếu sẽ rơi tiếp. Và chúng ta thấy rằng là MPC đã có một cái lực hồi ở đây ở quanh vùng giá 35, và gần như cái lực hồi này thì gần như chúng ta cũng không đủ để chúng ta đánh T cộng. Những anh chị nào mà bắt ở trong phiên này thì gần như là cổ phiếu về tài khoản chúng ta đã bị lỗ. Và trên xu thế hiện tại thì MPC đang rơi rất mạnh, và với một cái lực rơi mạnh như thế này thì cái vùng đệm ở đây là vùng 25 thì khả năng khi về đến đây thì cổ phiếu này sẽ có thể cầm đà rơi tại đây, nhưng mà cầm đà rơi tại đây nó cũng sẽ cầm lình trình ở đây thôi, và sau đó thì nếu như không có những yếu tố tạo lập để mà hút lại cổ phiếu này thì cổ phiếu này lại rơi tiếp, tức là khi chạm về đà 25 lình trình đây và sẽ rơi tiếp. Đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này. Khu công nghiệp D2D và NTC. Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu D2D trước. Thì đối với D2D, những cái nhịp phân tích về target của D2D về đến vùng giá 130 đến vùng giá 130 ở đây thì đã hoàn thành, và sau đó thì D2D có những nhịp test đỉnh thì cũng có đề cập đến là khả năng là sẽ đánh tiệm cận về đến vùng giá 160. Ở trên góc độ hiện tại thì chúng ta thấy rằng là D2D đây có một cái nền ở đây gọi là nền test chỉnh tối đa. Tức là nếu như cái yếu tố tạo lập để đưa cổ phiếu này đi tiếp thì cái vùng giá 130 cổ phiếu D2D phải giữ. Còn nếu như những yếu tố tạo lập không còn thì vùng giá 130 này bị gãy đi thì như thế thì cổ phiếu này nó sẽ rất là xấu. Trên cái góc độ hiện tại thì Hùng đang thấy rằng D2D đang có những cái phiên phân phối giảm khá là mạnh. Và xu thế hiện tại của cổ phiếu D2D thì chúng ta lại thấy rằng là từ một cái lực tăng thì D2D đã chuyển sang pha xu thế giảm khi D2D gãy ở vùng giá 130. Nếu vùng ở sang phiên thứ hai, các anh chị lưu ý phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới cổ phiếu này không lấy lại vùng 130 mà cổ phiếu tiếp tục rơi thì khả năng nó sẽ rơi về khoảng đâu đó vùng 110 rồi tích lũy lại ở đây. Vùng 110 và tích lũy lại ở đây. Thì đối với những anh chị nắm giữ cổ phiếu D2D, chúng ta sẽ nếu có lực hồi thì chúng ta sẽ canh chốt, bởi vì ở đây đang có những cái phiên phân phối, đang trong tuần thì đã có những cái phiên phân phối giảm rất là mạnh. NTC, khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Hoàn toàn tương tự như Nam Tân Uyên thì Nam Tân Uyên hoàn toàn tương tự D2D thì Nam Tân Uyên đã có hai phiên phân phối giảm rất là mạnh, và đối với NTC thì cũng có một cái điểm hội tụ ở đây, đấy là điểm 130.
Nếu như cổ phiếu này sang tuần vùng 130 bị gãy vùng 130 thì những yếu tố tạo lập tiếp theo của cổ phiếu nó sẽ không còn, và cổ phiếu này sẽ chỉnh từ đây thì nó sẽ đâu đó nó sẽ rơi lại về cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu ở đây đó, khoảng tầm vùng 110 đây. Ở vùng giá 130 là một cái điểm bẻ gãy, điểm xoay chiều của cổ phiếu, các anh chị lưu ý. Nếu gãy vùng 130 thì chúng ta, những anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu NTC, chúng ta phải cân nhắc để chúng ta bán ra một phần hoặc bán ra toàn bộ, thì tùy cái quản trị danh mục rủi ro của các anh chị để chúng ta có thể chúng ta có cái phương án. Chúng ta cùng qua một số cái mã cổ phiếu đầu cơ TGG. Trong cái giai đoạn khó khăn thì Hùng thấy rằng một số cái mã cổ phiếu đầu cơ thì khả năng vừa bèo vừa tép thì khả năng lại khá là ok. Đối với TGG có thể mở mua ở quanh vùng giá 3. Mã cổ phiếu này thì đánh cũng tạo lập cũng khá là kinh, khả năng là sẽ hồi tốt nhất thì hồi được về vùng 4.5. Từ vùng 3.3 mà về được hồi đến được đến vùng 4.5 cũng khá là tốt đối với mã cổ phiếu đầu cơ. Fit. Fit thì trong giai đoạn hiện tại có một cái nhịp đánh tạo lập của Fit không thực sự là tích cực. Tuy nhiên là đối với những cái mã cổ phiếu đầu cơ thì nó cần có một cái quãng thời gian hấp thụ khá là dài. Thì hiện tại thì Fit đang có những phiên đánh lên đây, các anh chị có thể nhìn thấy Fit đánh lên sau đó thì rũ hết sạch, thì cái nền hỗ trợ của Fit ở đây 3.08, ok. Những anh chị nào yêu thích cổ phiếu đầu cơ có thể canh Fit ở vùng 3.08 để chúng ta có thể mở mua 1/3 đến 1/4 số chúng ta định mua cổ phiếu này, và chúng ta sẽ chờ những yếu tố tạo lập để có thể đánh cổ phiếu này lên. EVG. EVG thì vẫn đang một cái nền tích lũy đi ngang khá là dài. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thôi. Ok, chưa có những yếu tố đột biến. Trong tuần vừa qua thì Hùng có quan sát được mã cổ phiếu đầu cơ C47. Nói đến C47 thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy lịch sử của C47 nó cũng khá là kinh khủng. Khi C47 có những cái nhịp đánh từ vùng 8 lên đến vùng 20, sau đó dội về 8 và sau đó lại đánh tiếp về vùng đỉnh cũ vùng 20. Và xuyên suốt có những cái nhịp hồi để đánh trả lại. Thì hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy một cái kịch bản ở đây của C47 cũng khá là đẹp. Đối với một số cái mã cổ phiếu đầu cơ thì cái vùng mà chúng ta có thể mở mua đấy là vùng 13. 13 Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trên team. Trên team thì có thể mở ở vùng 13. Vùng 13 để chúng ta có thể chờ đón một cái nhịp đánh của C47. Còn trên góc độ hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này cũng đang khá là ok. Các anh chị lưu ý những mã cổ phiếu đầu cơ, những mã cổ phiếu trà đá thì chúng ta không nên mua với tỷ trọng lớn, mà chúng ta sẽ mua ở một cái góc độ là cổ phiếu vơ bèo vừa tết thì chúng ta đủ để uống nước thôi. MWG, FPT, BVH chúng ta đã phân tích. Có một mã cổ phiếu nữa mà Hùng sẽ phân tích ở đây mà các anh chị hết sức phải lưu ý, đấy là mã cổ phiếu PTB ở Phú Tài. Đối với Phú Tài thì đây là một mã cổ phiếu nó khá là tốt về cơ bản và cái nhịp trước đây của PTB thì Hùng đã phân tích đâu đó ở khoảng vùng nền giá 60 và đi về tiệm cận cái vùng trên này là khoảng vùng giá 65 đến vùng giá 66, và sau đó Phú Tài có một cái nhịp chỉnh thì Hùng cũng có đánh giá là Phú Tài có thể chỉnh về chạm vùng giá 63. Đấy, chạm vùng giá 63 tức là nó nằm ở trong cái kịch bản phân tích Phú Tài trong bản tin video số 57, các anh chị có thể xem lại. Chạm về vùng 63 thì Phú Tài lại có những cái nhịp hút lên thì đã có những phiên đánh break. Vượt ở đây là vượt vùng bao nhiêu đây ạ? Vượt vùng 66.5, ok, vượt vùng 66.5 và hiện tại đang neo đậu ở vùng giá 68. Đang có những phiên neo đậu vùng giá 68.
Kịch bản cho Phú Tài. Hiện tại thì Phú Tài có thể test chỉnh. Anh chị lưu ý là Phú Tài có thể test chỉnh về đây. Vùng giá 66.5. 66.5, và tại vùng 66.5 này thì chúng ta sẽ xem những cái yếu tố tạo lập của Phú Tài sẽ đánh ở cái điểm này nó như thế nào. Sẽ đánh ở điểm này như nào. Và đối với Phú Tài thì là một mã cổ phiếu khá là tốt, và nếu như những anh chị nào mà chậm chân không mua được Phú Tài ở cái nhịp test chỉnh ở đây là nhịp test chỉnh 63, thì các anh chị sẽ quan sát ở vùng 66.5 giúp Hùng lên. Ở trong một cái nhịp đánh dài của Phú Tài, nếu chúng ta view một cái sóng tổng thể của Phú Tài thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong nhịp này Phú Tài có thể đánh tiệm cận về đến vùng giá 75. Quan điểm hiện tại thì có thể là đánh tiệm cận về đến vùng giá 75 của Phú Tài. Có thể đánh về vùng giá 75 ở trong nhịp này, 74 đến vùng giá 75. Đối với Phú Tài cũng là một mã cổ phiếu rất là tốt về cả về cơ bản và về cả về kỹ thuật, thì hiện tại thì Hùng đang thấy những cái yếu tố tạo lập của Phú Tài hiện tại đang rất là ok. Các anh chị lưu ý giúp Hùng ở đây cùng 66.5, và cổ phiếu Phú Tài cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. STK và HT1. STK là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh, và Hùng có đánh giá rằng là đối với STK thì chúng ta có một cái nền ở đây là nền 24. Khả năng từ nền 24 này thì đang có những cái phiên mà thanh khoản khá là thấp ở nền 24 để hấp thụ lại những cái yếu tố ở bên này, tức là những cái phiên rơi rất mạnh ở bên này. Và nếu như tại vùng 24 này cổ phiếu vượt thoát đi lên được, anh chị lưu ý vượt thoát đi lên được thì trong nhịp này có thể STK sẽ đánh về vùng 30. Nhưng ngược lại tại vùng 24 này STK bị gãy với những phiên đạt khoảng từ 600.000 cổ phiếu trở lên, thì như thế thì kịch bản của STK nó sẽ bị xấu đi. Đó thì căn cứ vào cái tình hình thực tế và cái xu thế giá của cổ phiếu ở trong phiên để chúng ta có thể tiên lượng và để chúng ta có một cái hành động nó phù hợp hơn. HT1. Đối với HT1 thì trong cái nhịp sóng này thì đánh giá rằng HT1 cũng đang đi, cái cách đi của HT1 thì nó đi khá là chậm nhưng mà cũng khá là chắc. Khả năng thì trong tuần thì HT1 sẽ lình trình ở đâu đó quanh vùng 16, hình thành cái nền ở đây, thì ở đây là cái vùng hỗ trợ của khoảng tầm 15.5 đến vùng 16. Và nếu như cổ phiếu này vẫn tích lũy được ở trên vùng này thì sẽ có những cái phiên đánh hút, cái cách đánh của cổ phiếu này là sẽ có những phiên đánh hút mạnh lên sau những phiên thanh khoản rất thấp, sau những phiên không có thanh khoản ở đây thì sẽ có những phiên đánh hút về dòng tiền để đẩy cổ phiếu đi lên một cái nấc cao mới, một cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thì đối với cái cách đánh của HT1 là như vậy. Anh chị có yêu thích thì chúng ta cũng có thể tham gia. Một số các cổ phiếu mới lên sàn, LMH thì sau những phiên đánh vượt đỉnh thì đang có những phiên phân phối, không có cơ hội để chúng ta tham gia. Ngày hôm nay có cổ phiếu HVH. Đối với HVH thì trong những cái bản tin phân tích ở đây thì cũng có đề cập đến vùng có thể chỉnh tối đa về vùng 24. Thì sau một phiên phân phối giảm rất là mạnh và hai phiên thì đã có một cái phiên ở đây dòng tiền hút khá là mạnh. Và sau đó thì có những phiên tích lũy lại vùng 25, và phiên cuối tuần thì đang đẩy cổ phiếu này có những cái tín hiệu tăng giá. Tăng giá thì về cơ bản thì trong cái nhịp này thì cổ phiếu này lại hồi về đỉnh, và hồi về đỉnh thì sau đó thì sẽ có những cái phiên tiếp theo, tức là từ vùng 20 hiện tại là đã 25.65 về đến vùng đỉnh là khoảng tầm vùng 27.5, tức là nó tăng cũng không được đáng bao nhiêu nữa, thì anh chị cũng có thể cân nhắc. SZC và TDM. Đối với SZC thì SZC là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh, và sau khi mà có những phiên lên mạnh thì sau đó thì cổ phiếu này đã có những phiên test rũ lại, thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến quanh vùng 19.5.
vùng 19.5 đến vùng 19.6, thì nếu như chúng ta mở mua thì chúng ta sẽ canh ở quanh vùng này. Hiện tại thì đã có 3 phiên rũ khá là mạnh, 3 phiên rũ khá là mạnh. Thì khi rũ mạnh như thế này thì khả năng thường đánh giá rằng là cổ phiếu này lại tích lũy ở đây là về vùng 18. Về vùng 18, và từ vùng 18 này thì nó sẽ có thêm một vài cái phiên lình xình ở đây. Sẽ có thêm một vài phiên lình xình ở đây, ok. Và sau đó thì sẽ phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, sẽ có những cây nến rút chân kiểu như này, để chúng ta có thể tiên lượng được cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu này. Cổ phiếu TDM nước Thủ Đức. Đối với TDM thì Hùng đánh giá rằng TDM cũng là một cái mẫu hình cổ phiếu khá là hay. Khuyến nghị các anh chị là chúng ta không mua đuổi, đúng không ạ? Chúng ta không mua đuổi mà chúng ta sẽ có những cái phiên khả năng cổ phiếu này sẽ có những cái phiên test chỉnh lại ở quanh vùng giá 30, mà thậm chí là có thể về vùng test chỉnh sâu hơn là về vùng 29. Thậm chí là sẽ có những phiên test chỉnh ở đây về vùng 29, và từ đây thì cần phải tích lũy lại, và khi đó thì mới có được những cái yếu tố tạo lập để có thể đánh đi tiếp. Còn sau một cái phiên cổ phiếu tăng mạnh như thế này thì cổ phiếu sẽ không chạy được đi ngay, mà cổ phiếu sẽ cần thời gian để hấp thụ lại những cái lượng cầu ở trước đây và cái lượng cung của hàng cung ra. Thì đối với kịch bản của TDM thì Hùng đang đề ra một kịch bản có thể test chỉnh sâu về vùng 29 hoặc là vùng 30. 29.5 đẹp nhất thì chắc là về khoảng vùng 29.5 là đẹp nhất. Ok, như vậy là chúng ta cũng đã phân tích qua một vài các cái mã cổ phiếu đang có những cái tín hiệu khá là tốt, khá là ok. Thì về cơ bản thị trường chung thì Hùng đã có những cái đề cập rồi. Đấy là về thị trường chung VN Index của chúng ta. Sang tuần tới thì chưa có những cái dấu hiệu thực sự là tích cực để có thể giúp cho VN Index của chúng ta có thể tăng mạnh. Một cái trạng thái lình xình đi ngang ở quanh vùng 950 thì được Hùng lên đánh giá cao, ở khả năng là của VN Index của chúng ta sẽ ngừng cái đà rơi và sẽ lình xình ở cái vùng này. Đối với những mã cổ phiếu các anh chị đang nắm giữ vị thế thì chúng ta canh những nhịp hồi để chúng ta có thể chốt đối với những vị thế mở mua mới, Hùng Lê phải lưu ý hết sức với quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta là thị trường của chúng ta chưa thực sự khỏe, và thị trường của chúng ta đang tiềm ẩn rất nhiều những cái yếu tố rủi ro mà chúng ta không thể tiên lượng được. Chính vì vậy, những cái vị thế mở mua mới thì Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua với tỷ trọng thấp, tỷ trọng vừa phải, để làm sao đó mà chúng ta đảm bảo được cái tỷ lệ an toàn tài khoản của chúng ta. Chúng ta cần phải duy trì một cái tỷ lệ giữa tiền mặt và cổ phiếu ít nhất nó phải đạt ở khoảng vùng 50-50, tức là 50% tiền mặt của chúng ta là ở trong cổ phiếu và 50% là tỷ lệ tiền mặt, để chúng ta phòng tránh những yếu tố rủi ro. Ok, Hùng Lê xin chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bên gia đình, và rất mong các anh chị của chúng ta sẽ tiếp tục về đồng hành với team của Hùng Lê ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Để chúng ta đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những cái bản tin mới nhất của Hùng Lê. Những cái bản tin đó nó mang một cái góc độ để chúng ta tham khảo, để chúng ta có được một cái góc nhìn tốt hơn về thị trường. Link đăng ký, các anh chị có thể đăng ký, có những cái link ở đây để chúng ta có thể đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Và trên hoàn toàn tương tự như vậy thì trên kênh Facebook, nhóm của chúng ta cũng là Chiến binh trên từng con sóng. Và sau này khi mà cái lượng các anh chị đăng ký tham gia nhóm ở trên Facebook lớn dần lên thì Hùng Lê sẽ có những cái phương pháp để hỗ trợ, gọi là team cộng đồng. Ngoài cái team chuyên sâu đó là những cái team chuyên sâu, đấy là team mà hỗ trợ tất cả những nhà đầu tư, những nhà anh chị của chúng ta đã chuyển về team của Hùng Lê. Đó thì là có hỗ trợ chuyên sâu về chứng khoán cơ sở và team hỗ trợ chuyên sâu về phái sinh. Những anh chị nào mà chúng ta có những góc nhìn đồng hành cùng với Hùng Lê thì cũng mời các anh chị về team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta cùng đồng hành với Hùng Lê, cũng như các anh chị ở trong team trên suốt chặng đường đầu tư. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và hẹn gặp lại cả nhà trong những bản tin tiếp theo.